Siêu thị máy tính Diễn Gan xin chào. Laptop gaming ở phân khúc 20 triệu đồng khá là ít, và để tìm được một chiếc laptop cấu hình ổn đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của các game thủ thì còn ít hơn nhiều. Và chiếc Acer Lisa 5 mà An Khang giới thiệu trong ngày hôm nay có lẽ sẽ là câu trả lời mà các bạn game thủ đang tìm kiếm. Vâng, Lisa 5 được Acer giới thiệu cách đây không lâu trong triển lãm Computer 2017 và được đánh giá cao trong phân khúc laptop gaming trong tầm giá dưới 20 triệu đồng. Về thiết kế bên ngoài, các bạn có thể quan sát thấy đây là một chiếc laptop gaming chuẩn eSport. Vỏ máy tuy được làm bằng nhựa nhưng được hoàn thiện khá là tốt, cảm giác cầm nắm chắc chắn. Nhìn tổng thể thiết kế khá là góc cạnh, giúp ăn gian độ dày đáng kể, trong khi độ dày thực sự của máy là khoảng 2,7cm. Như những dòng laptop gaming khác, máy lấy tông màu chủ đạo đó là đen và đỏ. Điểm nhấn của máy chính là phần bản lề và bàn phím. Phần bản lề của máy được sơn màu đỏ trầm bắt mắt với những đường vát mạnh và dòng chữ Lisa được khắc chìm. Gia công chắc chắn cho phép bạn mở máy bằng một tay rất là dễ dàng. Nắp lưng của máy nhìn qua có thể khiến bạn lầm tưởng là kim loại. Tuy nhiên đây là loại chất liệu nhựa cứng với họa tiết vân phay xước cùng với logo Acer ở trung tâm màu đen, chứ không phải là ánh kim như các dòng máy truyền thống trước đây. Mặt sau của máy là các khe tản nhiệt lớn đậm chất game thủ. Máy sở hữu một màn hình 15.6 inch với độ phân giải là Full HD, tấm nền IPS chống chói cho góc nhìn rộng và hình ảnh màu sắc tươi sáng, sống động. Bàn phím full size trang bị đèn nền màu đỏ rất là bắt mắt, kích thước phím là 15x15mm. Khoảng cách phím hợp lý, cụm phím điều hướng lớn cho bạn trải nghiệm gõ thoải mái hơn. Ngoài ra thì nhà sản xuất cũng làm nổi bật lên cụm phím WASD thuận tiện cho các game thủ khi chơi game. Touchpad kích thước lớn, đường viền bằng giải cao su màu đỏ, mịn, mượt và khá là nhạy. Lisa 5 được trang bị đầy đủ các cổng kết nối. Bên trái bao gồm một USB Type-C, một cổng HDMI, một cổng USB 3.0, một khe cắm thẻ nhớ và cổng mạng LAN. Cạnh phải thì bao gồm hai USB 2.0, cổng nguồn và một jack cắm tai nghe 3.5mm. Về đáy máy, chân đáy máy được thiết kế các miếng cao su dạng hình học bắt mắt. Các khe tản nhiệt diện tích lớn cùng với chế độ tản nhiệt siêu mát Acer CoolBoost tự động đảo chiều quạt giúp giảm nhiệt độ của máy một cách đáng kể. Xét về cấu hình của máy, hiện chiếc máy của chúng ta đang được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i5 7300HQ, RAM 8GB DDR4, hỗ trợ thêm hai khe nâng cấp lên đến 16GB, ổ cứng HDD 1TB, có khe cắm M.2 để nâng cấp SSD. Cùng với đó là các đồ họa rời NVIDIA GTX 1050 2GB, viên pin 48Wh, theo như nhà sản xuất giới thiệu thì thời gian sử dụng lên tới 7 giờ với các tác vụ thông thường. Ngoài ra, hệ thống âm thanh Dolby Audio, âm bass rõ ràng giúp các game thủ có trải nghiệm thoải mái hơn khi chơi game, xem phim hay nghe nhạc. Tóm lại, Lisa 5 là ứng cử viên sáng giá cho phân khúc laptop gaming dưới 20 triệu đồng với thiết kế hoàn thiện tốt, màn hình 15.6 inch, trang bị tấm nền IPS chống chói và góc nhìn rộng, cấu hình ổn, đáp ứng được hầu hết các tựa game phổ biến hiện nay. Và trên đây là những thông tin cơ bản về sản phẩm. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại website ankhang.vn hoặc tới địa chỉ 210 Thái Hà để được tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại!